Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Thì hôm nay Lộc lại vẫn tiếp tục là cái hồ Đắc Cà Rung nha. Tiếp tục chinh phục cá chép hồ Đắc Cà Rung nha. Mục tiêu vẫn là con chép nha, tại vì cái chép hồ này to. Mấy con cá khác thì nó nhỏ nên cũng không có thích lắm. Mục tiêu là săn cá chép. Thì cái điểm này điểm mới. Hôm qua, mấy hôm trước là Lộc câu phía bên kia cơ, nhưng mà mình nói cây nhiều quá, chuyển sang bãi bên này thì hôm qua đã thả ổ lục rồi, nhưng mà bây giờ gió rất là mạnh nhé. Hôm nay đi hơi muộn, bây giờ sẽ ra cần xem tình hình, sẽ ôm cần một lúc luôn nha. Đương nhiên vẫn có cần lăng xe nhé mọi người nha. Đây này, cần lăng xe đây, 6 cần lăng xe. Chung là cứ lục và lăng xe kết hợp thì đánh ở vùng Đắk Nông thì mới ok, chứ còn nếu mà chỉ ôm lục không thì nó rất là phụ thuộc vào thời tiết, nước chảy rồi các thứ nha. Ok nha, bây giờ sẽ ra cần lục, xem tình hình, sẽ ôm cần lục trước. Đây là cái cây cần lục, cái này cũng dạng rẻ tiền mà Lộc câu thấy rất ok. Nó gãy là gãy chỗ này, là không phải do dịch nó gãy mà là trong quá trình di chuyển hoặc là để dưới đất ai dẫm vào á, là nó bị dập chỗ này này, thế nó mới gãy chứ không phải là dịch cá nó gãy đây. Gãy nôm na thì nó đây là cái khúc giống đầu nóng đầu tiên, cái nóng to nhất nên vẫn nối được và câu vẫn ok, lại nhìn rất là đẹp, lại rất là chất đấy chứ. Ok nhá, bây giờ sẽ ra cần. Lưỡi này là qua để ra đáy này, không phải, quên, qua cái căn cữ là bằng cái lưỡi này. Đã cái trường hợp nó dính cây cái thứ nó lỡ mà nó có mất thì không có tiếc. Nay gần chỗ Lộc câu thì có một số cần thủi. Nghe tí quăng, nói chung tí thủ tục xong Lộc sẽ sang bên đó chơi. Đánh tứ đi, chỗ này nước cũng tầm 3 mét nước. Tứ 12. Cần dây, cái dây này nó dài hơn, thì kéo phao xuống một chút. Phao đánh bầu 34. Không đánh cánh được nha mọi người nha. Ở đây đánh cánh là chim nghỉ mà, không đánh cánh được đâu. Đánh đầu xốp thôi. Cánh này để cho nó đỡ đảo thôi, chứ còn nếu mà cái đầu mà chơi cái phao mà chơi đầu cánh, cái đầu cánh là cũng gọt gọt nhỏ nhỏ lại rồi nhé, không chơi đầu cánh to đâu. Tại vì đây vùng này đánh xa không có thấy đánh xa đâu. Chỉ đánh cách bờ tầm khoảng tầm 30 mét quay đầu thôi. Đánh ra xa là gió với nước, nước nó hay chảy, phao nó không có trụ được. Nó chìm nghỉ mà. Phao có khỏe cỡ mấy nó vẫn chìm. Tứ 12 này đánh săn chép là vô tư rồi. Ok, thủ tục các thứ không quay nữa nha. Giờ 9:20 rồi. Giờ chạy sang thăm mấy đại ca bên này, các cao thủ câu cá bên này nha. Cách chỗ ổ lục câu khoảng tầm 30 mét, 40 mét là có một cao thủ lục nha. Ơi, anh Lược, chào anh nhá. Chào. Ôi trời lạnh này sao mà bác nghịch gì nước nghịch làm gì vậy? Con cá nó nhặt vào bờ. Trời lạnh như vậy mà anh xuống nước anh nghịch nè. Cái đam mê môn chơi này. Ồ, ồ lục của bác Lược khoảng cách bờ hơn 15 mét nhỉ? Thôi, và thôi. Dòng suối mà. Khi chúng em đánh hơi xa, chúng em đánh chắc phải 25 mét, 20 mét nhỉ? Bởi vì chỗ chú nó lõm và mất gần 10 mét rồi. Đúng rồi. Sóng như sóng biển nha mọi người nha. Đấy, thấy không? Sóng dập dềnh này. Đấy. Hả? Không giấu nó đi được. Cây này á? Đấy, nó về vừa đây. Đấy, nó về ra cái chỗ. Mấy cần thủ đang câu lăng xê này kia kìa. Tí còi nó hú. Cây gỗ to đùng nha mọi người nhá. Đấy. Hồ này, cái chỗ đấm này dính là cũng phải ép tương đối mạnh đấy. Chứ cũng không gọi là sạch cây đâu. Bác được chỉ đánh cách bờ 15 mét thôi, không dám đánh ra xa. Ra xa là rừng cây ngoài lắm. Bác được rất đam mê nhá. Rồi, giờ chạy ra bờ đập thăm các
lăng xê giữa mưa đặt. Môn lăng xê thì nó nhàn hơn. Đã, quăng nằm hú là chết. À, bên này có một cần hú này. À không, cái cần này của anh Lược. Anh kê ở đây là để bảo vệ ổ lục nhá, chứ không một số cần thủ lăng xê là đến nhá. Ném là nó sẽ phá ổ lục của anh á. Đây có một cần thủ này, siêu cơ thủ này. Hôm qua anh này dính một con. Vậy cân được mấy ký anh? 7 ký. 7 ký đúng rồi. Hơn chứ con này nhìn to thế. Với cả ba con phí là được 7 ký tạ. À. Anh này anh tên gì ạ? Tuấn. Anh Tuấn à? Anh Tuấn là hôm qua là lúc mà Lộc đang đi thả ổ lục là ra chỗ này là thấy anh đang dìu cá rồi nha. Còn cá to đừng có cái vợt của anh đâu rồi. Vợt chia ra, vợt của anh nhỏ thôi, to đường kính cái to hơn bàn tay tí, dài hơn bàn tay tí. Nhưng mà hôm qua anh rất là may mắn được một con chép gọi là Hugo luôn, 7 ký nha mọi người nha. Hôm qua mang camera là không mang pin, không quay được. Đấy. Chào anh nhá, ra vừa đập thăm mấy anh em mình kia tí. Không đúng một tí nào, hôm qua mới đi thả ổ lục à. Hôm nay mới bắt đầu câu. Bờ đập là có 3 cần hổ đấy nha. Qua câu thâu đêm nha, nhưng mà không được con nào hết. Chiều hôm qua là hột một con. Một con rút một cây. Đấy, bờ đập vẫn có cây nha. Đang mùa hái tiêu cho mọi người nha. Chào mấy chị em nhá. Chị em đang hái tiêu này. Tiêu cho một chùm nhá chị. Chị xin một chùm nhá. Tiêu này, tiêu Đắk Nông cực kỳ ngon nhá. Mấy chị em phụ nữ đang hái tiêu. Mùa này bắt đầu là mấy chị em phụ nữ ở Thanh Hóa. À Thanh Hóa vào đây nhá. Rồi, chào mấy chị em nhá. Ra bờ đập. Tiêu rồi nhá, tí. Chưa đến chưa có ăn gì. Ăn kèm tiêu tươi này, thơm rất ngon luôn. Đây là khu bờ đập nhá. Bờ đập này năm ngoái Lộc bắt được mớ cá chép nhá. Một con to là 9 ký nhá. Đây là 3 cần thủ câu xuyên ngày đêm. Anh Lợi này anh rất sát cá nhá, mà nó là người làm anh rồi. Anh này bờ đập này, hay câu bờ đập chuyên săn hàng nhá, mới tập câu nhưng mà săn hàng chứ cá nhỏ anh không muốn săn đâu. Chào anh em. Cá rô này không câu, anh chỉ bắt cá chép thôi. Đây, anh này tên gì nhỉ? Dũng. Anh Dũng nha. Dũng này cũng cần thủ đam mê nha. Còn bên này còn một cần thủ siêu đam mê luôn. Triệu Hà 48 năm ngoái anh đã từng bắt. Đấy, Triệu Hà 48 nha. Kênh YouTube Triệu Hà 48 năm ngoái anh bắt con cá chấm hơn 20 ký luôn nha. Đây, nhìn cái mặt kìa. Đồ nghề anh ơi. Anh hỏi xem. Đồ nghề gì? Đồ nghề quay của em. À, anh cũng quay video này. Cái đồ nghề của anh còn chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Mình cứ lấy cây mình kẹp vào thôi. Đấy, của anh còn đồ nghề ngon hơn. Quay bằng điện thoại thôi chứ Oppo. Nói chung là thương hiệu rất là nổi tiếng trên Việt Nam, thế giới luôn. Siêu đam mê. Rồi, quay mấy cái cần này nhá. Cần này là cần của anh Lợi này. À, cái khu dàn cần này là của Lợi này đúng không? Hả? Cái cần dài này không phải của Lợi à? Đây. Đây cần này của ai đây? Cần của Diêu Hà 48 đấy hả? À, cần của Dũng à? Cần của Dũng đấy. Dũng là hôm qua câu đêm với này Diêu Hà 48 với này Lợi qua có câu đêm không? Có à? Kinh nhỉ? Hút sân hồ mà được ấy. Tại vì anh cay cú vừa rồi là anh hụt mất 2 con. Một con lúc mà cây với một con bị rách nét. Anh cẩu mạnh quá. Anh cay cú giống như mình cay cú cái đoạn kia gì kìa. Săn cái bằng được. Cái hôm mà cái con đấy vồ đấy mà nó bay đi, nó bay chạy đi thì mà tôi hoàn tính lên đập quân chặn. Đây là cần của đây đây đúng không? Đây cần của sát thủ đây. Sát thủ không có nghĩa là cần ngon nhé mọi người nhé. Chỉ cần cần cây là đúng rồi, cần cây nó cũng có thể giết người được là sát thủ đấy. Sát cá là không cần cần ngon nhé mọi người nha. Anh này có một mớ cái chuông này. Còi hú rất đẹp. Cái dòng này khác cái còi V1 của Lộc nhé. Cái dòng này Lộc đã từng xài rồi. Cái nút cái này nó hơi cứng này. Cứng này nó ở trên nó có một cái nẫy này. Nó hay bị kẹt ở trên này này. Đây, bờ đập nhá.
Mấy người câu bên kia cây nhiều quá, với lại ngồi một mình nó buồn lắm. Chạy sang bên này đánh bờ đập với lại đánh với đại ca lược góc kia đấy, hai anh em ngồi góc kia. Có một anh nữa là anh quay lên con cá hôm qua là 7 kg nhá, vừa hỏi anh rồi về cân đúng 7 kg. Ok nhá, hy vọng này anh em tôi sẽ lên hàng, hy vọng này lại kéo là không bị rách nhá. Có em mà nó cầu, nó vẫn cứ cầu à, bế có được bế đâu mà bế chưa bế nên nó kéo rách mép rồi. Gió mạnh nhỉ, sóng như sóng biển đâu rồi nhá. Này anh Tuấn này, sát thủ nhá, hôm qua anh câu 2 cần mà hôm nay lên cá là anh huy động thêm cần nhá. Anh không phải là anh thiếu cần đâu, nhà vẫn còn cần đấy. Đây cho mọi người tham khảo mồi của anh nhá. Ồ thơm lắm. Anh cho cái gì đỏ đỏ trong này nữa này. D1 à? Dạ. Có mùi bịch gì không hay là mùi bịch rô phí đỏ à? Rô phí đỏ à? Em câu rô phí đỏ một cái chẻ vẫn là. Đấy, thế là rất cần. Ôi của anh dìu con cá mà cây vợt nhỏ tí cơ, không phải vợt lớn đâu. Vợt đâu rồi? Cái vợt to bằng hơn bàn tay tí thôi. Qua lọc xuống vợt cho anh mà. Đấy anh Tuấn nhá, sát thủ cá đấy nhá, rất là sát cá thì mới lên hàng có 2 cần mà lên mấy anh em đánh 5-6 cần rồi chẳng thấy cá. Ai bác lược này, xe của bác lược đây, bác luôn luôn có 2 cần lái xe là mục tiêu là để bèo lục. Thôi sạch sẽ lại mất bãi. Đấy. Người ta mới biết cái dấu của mình, người ta không. Anh là đam mê. Đam bất mê chấp mê. Thời tiết nha, lạnh anh vẫn xuống anh nghịch nước được. Anh vẫn xuống mày. Ôi cái điểm đẹp đây nha. Ok nha. Đấy. Bỏ công ra là nó phải đẹp ngay. Chứ không thì chết. Đại ca vừa lên bờ. Nói chung là trời lạnh vậy mà đại ca tắm nghịch nước từ sáng giờ. Đây này, bác lược này, anh Tuấn này em quay lên con 7 kg, đúng 7 kg luôn đấy. Em về em đoán đây, em đoán nó phải đầu 7, hơn 7 đấy. Về anh cân 7 kg tròn à? Anh về anh bán à? Ăn nhậu hết à? Lâu lâu làm được con mình để mình nhậu mình ăn. Anh sướng. Anh câu ở Hồ Kiến Đức không? Không, con ở đấy nó có cái xá. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 13 rồi. Ồ vậy anh hơn em hơn 2 tuổi, em 41. Rau này anh lâu ơi, anh còn nhớ cái này. Đây có loại rau này anh Triệu Hà. Anh biết nha. Rau nhà bác của rau gì mua đội à? À đúng rồi. Cả cầm đi để anh ăn, lấy một miếng anh ăn. Cái đó gọi là cải trời. Ăn lấy ngọn được không? Riêng ăn cái lá này ăn rất là giòn nhé mọi người nhé. Nếu mà gói với cá nướng. Gói với cá nướng. Nếu nó mọc ở trong này nó mỏng manh vậy chứ còn nó lên cao như này nè. Lá nó cứng. Tốt. Lá nó to như này, dài như này. Đúng. Cây cải trời. Không, anh ăn đấy cứ tưởng là nhầm 2 cây mà nó là 1 cây này. Cái hôm rồi lồng nhổ được một cây nó mập lắm đấy. Mà ăn nó rất là thơm, chua chua thơm ngon lắm nha. Thử miếng nha, Hà ăn miếng đi cho. Mẹ mọi người được nào. Chú ăn này mới quay được chứ. Mẹ không ai khinh đi đâu nhá. Đi ăn rồi, mới em ăn rồi. Nó mà nếu mà chết thì chết rồi. Cứ đợt trước em ăn chết lâu. Chết thì không. Đợt trước em ăn rau dớn em chỉ ói ra máu thôi chứ còn cũng chẳng chết được. Năm ngoái năm kia đi ăn cây quật thì bảo cây rau dớn. Năm ngoái năm kia có một cần đủ đi vặt giúp Lộc một mớ rau dớn nha, xong rồi Lộc về tưởng cây gọi là cây rau gì. Cây rau đâu hay cây rau gì? Không, okay. Cây dương sỉ. Cây dương sỉ. Không à, ý là nó nhặt là cái em này nó nói là rau dớn. Thì về ăn mới tầm 3 giờ sáng ói ra máu luôn. Không biết ăn mày ăn cái đó. Ăn thử miếng lấy rau này cho mọi người xem này, cực kỳ ngon luôn. Nếu mà cuốn cá nướng rất là giòn nhá. Cuốn cá nướng ngon lắm. Có cá rồi tí làm món nhưng mà kiếm này nướng ăn luôn nhá. Ngon lắm mọi người nha. Dạ đây ai giống cái cây kia thì ăn không được chết. Cây kia. Nhiễm tí thôi sao mà. Đi tìm coi. Hôm bữa anh nhổ được cây mập lắm. À, bữa này nó khô khô rồi. Bây giờ tìm hơi khó tại vì giờ nó sang mùa. Cái cây này anh ăn được này, cái này sao ăn được này?
đi cái nhúng nước sôi xong rồi xào ăn ngon lắm, nhưng mà cây này không ăn sống được nhá. Đi lòng vòng vòng về ổ là vừa. Tình hình là hôm nay là thất bại nhé mọi người nhá. Cả đoàn xe không rung rinh gì hết ấy. Bây giờ là sẽ dọn khu này và bơi ra cứu lưỡi lục nhá. Từ sáng giờ mất một cái rồi và một cái đang kẹt ở cây. Cái cây ấy nằm ở trong gần bờ cơ, cách bờ khoảng tầm 7-8 mét, chục mét đấy. Cái này dính cá khó bắt lắm, nó tạt dính vào cây là khả năng là cũng ra đi. Giờ bơi ra gỡ lưỡi. Có một cái lưỡi nó hồi sáng nó bị dính kéo đứt dây rồi. Bây giờ dính một cái, lưỡi này lưỡi tương đối thịt. Tương đối tốt, giờ hơi tiếc. Giờ sẽ bơi ra gỡ cái lưỡi để xem tình hình cái cây đấy nó có cao cỡ nào. Em hơn câu 2 lắm đấy. Thả chính cây à? Nó khác, gần hồ dịch vụ nó khác, chỗ nó điểm câu ngon rồi. Dạ, tự nhiên kiếm cái bãi câu không đã là vỡ mặt ra rồi, chứ đừng nói mà. Em đẩy ra hồ nó trôi xuống đấy nhá, bác đến chỗ bác thì bác tính sao nhá. Ừ, tôi đẩy nó ra đây, cho nó trôi vào trong cái góc kia. Dọn bên này nữa tí cho nó sạch đi nữa, đã mẹ dìm xuống rồi thì. Đây, không này không. Không đẩy cái này sang bên chỗ anh được. Đây này cho nó vào cái hốc này nè. Tự nó trôi vào cái hốc đó thôi, gió nó đập vào mà ép vào bờ tí nó trôi vào. Mấy bác ngoài bác là nhìn thấy cái cảnh này nghĩ câu con cá chắc nó cũng không ngọt lắm đâu. Sao nó nổi lên em ơi.